chiếc máy bay gần nhất từ Đại Nải Resort để về với sân vận động Kim Điểu, cống hiến cho UAE. Đội bóng đã tạo ra tên tuổi của Nam Định trong những năm qua. Tôi lại tiện theo dõi chương trình các bạn ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu đội gia quân của rất nguy hiểm. Đây là Nam Định, rất hiểm hay, rất nguy hiểm. Hàng phòng ngự của đội bóng tại UAE. Xin nhắc lại, không vào, chưa cao thủ 1997. Trần Nam, Nam là gạch, không vào. Bản công cho Đồng Hương. Cơ hội phản công cao tới. Chúng ta cùng chờ đợi xem sự cố nút đến từ cô giáo Bảo có chiến thắng được sau tấn công rất xuất sắc, nhưng cuối cùng thì Cao Vấn cũng đã vượt qua được Mỹ Nhân Kế đến từ cô giáo Bảo 1-0 cho các thủ 80 tấm luôn. Rất khẩn trương. Quan em anh ơi,
của Huyền Bi. Rất mạo hiểm. Quân Gia Bình cũng đang xuống diện là bận. Là bận. Đánh đầu. Cơ hội không vào. Và cơ hội đã chưa qua. Qua đang trước dành cho đội.